Alo luôn. Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư nha. Em là Đức Phạm, câu lạc bộ ITP. Thì hôm nay là buổi chiều ngày 30 tháng 1, thì em Đức xin cập nhật lại cái thông tin thị trường của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay VN Index của chúng ta giảm 14.53 điểm, tương ứng với giảm là 1.3%. VN Index đóng cửa tại mức điểm là 1.102.57. Các cái cổ phiếu tăng giá đóng góp tích cực cho thị trường hôm nay là cổ phiếu HPG, HDB. Các cái cổ phiếu tiêu cực cho chỉ số VN Index hôm nay thì đóng góp đa số là các cổ phiếu ngành ngân hàng, tiếp đến là nhóm VIX và VHM. Chỉ số Dow Jones, Future và Nasdaq thì nó đang có cái sự phản ứng tiêu cực, là nó đang giảm ở đây là âm lần lượt là 178 điểm và âm 105 điểm. Đó. Thì như các cái phiên cảnh báo trước mà em Đức cũng có làm ở trên cái kênh Ichimoku của Việt Nam, đó là cái sự hưng phấn. Hôm nay em Đức muốn nói về cái sự hưng phấn là các cái sự kiện nó xảy ra lặp đi lặp lại. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây nè, đó, sự hưng phấn của chúng ta khi mà nó chạm lên sự hưng phấn cao, thì sau đó nó là cái sự điều chỉnh này. Thì trong quá khứ này chúng ta có thể nhìn thấy là những cái lần mà thị trường nó lên hưng phấn đó, thì là sau đó nó có sự điều chỉnh này. Đó, thì lần này chúng ta cũng đã có một cái sự hưng phấn và thị trường nó đang điều chỉnh đó. Thì ngoài ra chúng ta có thể nhìn thấy được là RSI của thị trường nó cũng chạm đến vùng quá mua và nó suy giảm, là đó là lý do mà tại sao mà trong các cái khuyến nghị gần đây ở trên room Zalo cộng đồng ấy, em bất thường hay khuyến nghị là anh chị nhà đầu tư giao dịch cẩn trọng đó. Nếu mà tiếp tục rướn lên các cái vùng kháng cự 1.055, 1.065 mà rướn rướn cao hơn ấy, thì khó mua mới nè, lợi thế cho người cầm hàng để chốt giá cao nè, mua mới thì canh chỉnh sâu rũ bỏ nè, hạn chế mua mới nè. Đó thì trong các cái video trước đó thì em Đức cũng có lặp đi lặp lại là thị trường chúng ta đang có những cái sự hưng phấn, và anh chị nhà đầu tư phải rất là cảnh giác khi mà mua mới, đặc biệt là với những cái nhóm ngành mà nó đã mang cái sự hưng phấn cao, như là nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành đầu tư công đó. Tại vì những cái nhóm ngành này nó đã tăng khá là tích cực trong khoảng thời gian vừa rồi đó, nên là khi mà thị trường nó có cái sự điều chỉnh đó, thì chúng ta nếu mà chúng ta mua vào những cái phiên mà như hôm nay đi, mà các ví dụ như các cổ phiếu ngân hàng thì nó đang ở khá là xa cái hỗ trợ, thì cái điểm mà cắt lỗ của chúng ta sẽ là rất là xa đó, cho nên là chúng ta phải cẩn thận những cái phiên giống như phiên ngày hôm nay. Nên là lý do mà tại sao mà trong các cái phiên trước đó thì em Đức cũng liên tục cảnh báo cái chuyện là thị trường đang ở trong cái vùng quá mua và hưng phấn, chúng ta nên giao dịch một cách cẩn thận và đặt cái điểm stop loss một cách là chặt chẽ. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải tập trung vào những cái nhóm ngành mà nó đang có cái sự tích lũy gần các cái hỗ trợ, thì chúng ta sẽ tập trung giao dịch, như là cái nhóm ngành chứng khoán đi đó. Những cái nhóm ngành chứng khoán thì ví dụ như buổi nay giờ thì em cũng nhắc đến khá nhiều là những ngành chứng khoán so với thị trường chung, thì anh chị thấy là nó đang khá là gần cái hỗ trợ, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể là chúng ta kỳ vọng được là nếu mà chúng ta mua được những cái cổ phiếu ngành chứng khoán ở gần hỗ trợ đó, thì chúng ta sẽ có cái điểm mà cắt lỗ nó thấp hơn đó. Thì nếu mà trường hợp mà nó mà mất đi thì chúng ta sẽ cắt lỗ thấp hơn đó vậy thôi. Thì cái kịch bản sắp tới của thị trường của chúng ta nó sẽ là như thế nào, thì trong cái phiên ngày mai là ngày 31 và ngày 1 tháng 2, thì thị trường nó sẽ có cái áp lực từ cái thông tin về cuộc họp của Fed. Thì chúng ta sẽ không biết là cái kết luận cuối cùng nó sẽ là như thế nào, nhưng mà
Theo như những cái bài báo mà em Đức đọc được đó, thì các cái chuyên gia người ta đang nhận định là Fed sẽ tăng lãi suất thêm không thêm 25 điểm cơ bản như kỳ vọng của giới đầu tư. Thì cái vấn đề của chúng ta là thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán thế giới nó đã có một cái sự tăng điểm. Và em nghĩ là cái sự tăng điểm này là nó đã ít nhiều nó đã phản ánh cái kỳ vọng là Fed sẽ giảm đà tăng lãi suất, tức là từ 0.75 xuống 0.5 và giờ là xuống tới 0.25. Đó thì là cái đà tăng này nó đã có cái sự kỳ vọng rồi, cho nên là em nghĩ là có thể là khi một cái tin mà ngày mùng sáng ngày mùng 1 là Fed ra tin là tăng lãi suất thêm 0.25 điểm gì đó thì là có thể thị trường nó sẽ điều chỉnh mạnh hơn. Nó có thể là nó sẽ là cái điều chỉnh, tại vì nó có thể điều chỉnh trước cái tin đó. Thì nếu mình thị trường nó điều chỉnh trước cái tin đó, nó về đến các hỗ trợ phía dưới đây thì nó sẽ tích cực. Còn mà em nghĩ thì nó không điều chỉnh trước, nó cũng điều chỉnh sau thôi, tại vì là nó giống như kiểu là tin ra để bán anh chị. Tại vì là chúng ta đã trải qua nhiều cái câu chuyện của các cái nhóm ngành thép phân bón rồi ở chứng khoán trong quá khứ, chúng ta cũng thấy được là khi mà cái gì mà nó đã được phản ánh vào kỳ vọng của thị trường trước đó rồi đó, thì khi mà sự kiện đó nó chính thức xảy ra thì nó cũng là chính thức là khi mà thị trường đảo chiều. Thì như cái VN Index của chúng ta hôm nay, chúng ta thấy là trước đó nó có những cái sự mà giống như kiểu mà tiết cung, thì trong cái phiên ngày hôm nay nó có một cái cây nổ thanh khoản lên. Nó thanh khoản này tốt lên á, nó có thể là hai yếu tố: một là áp lực bán tăng lên, hai là cái lực hấp thụ tốt lên. Đó giống như những cái giai đoạn này nè, nó đang có một cái giai đoạn sau khi giảm, nó có một cái giai đoạn là thanh khoản thấp, tức là phe bán người ta ít bán lại, thì bắt đầu là một cái lực mua nó sẽ đủ để nó kéo thị trường lên. Và nó tương tự giống như cái đoạn này là phe bán cũng ngừng bán, không ai bán nữa, thì bắt đầu là thị trường nó bùng lên. Mà khi sau Tết nhà đầu tư trở lại tích cực, thì bắt đầu là các cá mập mới quay lại để bán xả hàng ra đó, thì nó mới tạo ra cái thanh khoản này, tức là cá mập họ đang trao tay cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở trong cái những cái cây này đó. Thì nó có thể giảm luôn không? Thì em nghĩ là cái kịch bản của chúng ta thì chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ nhìn về phân tích kỹ thuật, nhưng mà em nghĩ là nếu một cây như thế này thì chưa chắc là đã phân phối hết hàng đâu anh chị, tại vì anh chị có thể nhìn thấy những cái lần mà đây, những cái lần sẽ làm gồm nhiều cây đó, cho nên là chúng ta vẫn có thể kỳ vọng là các cái nhóm ngành leading như là nhóm ngành ngân hàng nó sẽ có sự trùng lại. Thì những cái nhóm ngành penny giống như là trong phim này, các cái nhóm ngành penny nó có sự là hưng phấn lên, thì chúng ta có thể kỳ vọng là dòng tiền sắp tới nó sẽ đổ qua cái nhóm ngành penny của nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản, những cái nhóm ngành có sự là tăng 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 không có mạnh trong những cái pha vừa rồi. Tại vì là dòng tiền nó luân chuyển, thì khi mà nó chốt lời được cái nhóm ngành banh rồi thì nó sẽ luân chuyển sang các cái nhóm ngành khác. Thế thôi. Rồi thì chúng ta sẽ quan sát cái viên kế tiếp. Thì đối với cái kịch bản của VN Index thì kịch bản của chúng ta như em Đức có đề cập ở trong group cộng đồng đó là chúng ta có hai kịch bản. Nếu mà tăng rướng lên thì nếu mua thì phải chia tiền ra nhỏ từng phần nè, và bán hết đúng ngày hỗ trợ nè, mà chờ VN Index chỉnh về để mua an toàn nè. Và cái kịch bản là nếu mà thị trường có điều chỉnh về vùng 1085, 1100 test cung thì đó là cơ hội để mở vị thế mua. Và cái chiến lược giao dịch là chúng ta nên là 50% tiền, 50% hàng, tức là chúng ta duy trì cái sự cân bằng trong cái tài khoản của mình để mà chúng ta có cái sự chủ động, chúng ta có một cái lượng tiền để chúng ta tham gia được thị trường đó. Thì cái phiên hôm nay thị trường nó cũng về đến gần về cái vùng mà em Đức có target, đó là vùng 1100 tới 1185. Thì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu nó quan sát được coi là giá cổ phiếu nó sẽ, các cái cổ phiếu nó sẽ phản ứng như thế nào với cái vùng giá này đó, các cổ phiếu nó sẽ phản ứng như thế nào với cái vùng giá này để chúng ta quan sát thêm. Thì nếu mà giá cổ phiếu nó giảm xuống dưới đây thì hiện nay anh chị thấy là có các hỗ trợ MAY nè, đường TK, đường Kizu, đường Yukon 129, thì khi mà nó xuống đây á, thì nó sẽ được hỗ trợ như thế nào bởi cái thị trường chung đó. Thì chúng ta coi ở đồ thị giờ, đồ thị 1T đi,
Ở trên khung đồ thị 1 giờ thì VN-Index nó đã thủng qua cái đường giao găm là 1.008 rồi nè. Đó thì sau đó là nó kích hoạt cái đà bán tháo. Nó bán tháo mạnh xuống. Đó, như anh chị thấy viên sáng nó bán về cần hỗ trợ nè. Kijun xong bắt đầu là nó có sự hồi lên lại nè. Đó thì lúc này là phía penny xanh nè. Sang đến phiên chiều là bắt đầu là khi mà thị trường nó mất đi cái đường hỗ trợ ở cái mức giá là 108, 109 thì bắt đầu là nó sọt sọt mạnh xuống. Nó thì chúng ta sẽ kỳ vọng là cái khung dài hạn hơn một tí được khung 3 giờ nó sẽ hỗ trợ được thị trường, tức là chúng ta sẽ có cái vùng giá là nó 1.085 đến vùng giá 1.100 ở đây. Nó sẽ hỗ trợ trên index trong cái phiên hôm sau, tức là thị trường nó có thể là nó rớt vào đây nó hồi lên lại để nó tạo ra một cái đỉnh hai đó trong khung giờ, trong khung 3 giờ. Đó, thì qua đó thì em nghĩ là các cổ phiếu penny nó sẽ có những con sóng lăn tăn đó, thì chúng ta sẽ tập trung dòng tiền vào để giao dịch những cổ phiếu nhỏ nhỏ để chúng ta kiếm được một khoản lời nước sóng. Và sau cái sóng penny thì em nghĩ là các cái thì thị trường nó sẽ là chỉnh nó thì có thể là sau sóng penny có thể là đâu đó vào giữa tháng 2 đó, cái phiên giữa tháng 2 nè hoặc là đầu tháng 3 đi, thì thị trường nó sẽ vào một cái vùng gọi là vùng rủi ro. Khi mà để chúng ta coi OVN Index chứ nhỉ, này đó thì vào đâu đó ở cái khu vực là ngày 10 tháng 2 này đó, 10 tháng 2 và ngày khoảng là 23 tháng 2 đi, thì chúng ta sẽ có những cái vùng EMA đó, thì thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái sự rủi ro khi mà những EMA này thường là đóng vào chỗ hút giá đó. Thì hiện nay thì em rất vẫn duy trì cái quan điểm là nó sẽ rớt vào vùng đây, thì chúng ta sẽ tìm những cổ phiếu mà nó tăng hoặc là chưa tăng, hoặc là nó là những cái dòng cổ phiếu mà chưa có sự tăng nóng, thì chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch ở trong những ngành cổ phiếu đó trong khoảng thời gian sắp tới để mà chúng ta có những khoản lợi nhuận. Và sau đó thì chúng ta có thể là đứng ra ngoài để chúng ta quan sát đó. Còn đối với những cái ngành nghề mà chúng ta có thể để ý trong cái giai đoạn mà khi mà thị trường nó điều chỉnh, thì có thể là nhóm ngành đầu tư công, thì như em Đức cũng đã từng view từ trước đó là nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công thì là những ngành mà nó đang có cái sự nó đang có cái câu chuyện đó. Cho nên là các cái cơ hội mà nó điều chỉnh về cái vùng TK ở phía dưới đây nè đó, thì là nó là cơ hội rất là lớn để chúng ta mua vô đối với cổ phiếu này, ví dụ như cổ phiếu KSB này chẳng hạn, và cổ phiếu ví dụ như HHB đi đó, thì chúng ta sẽ tìm cái cơ hội khi mà cổ phiếu nó có sự điều chỉnh đủ đó, thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch vào. Còn hiện nay thì em Đức vẫn đang khuyến nghị là các anh chị nhà đầu tư là nên đứng ngoài quan sát từ cái giai đoạn mà nó tăng nóng rồi, nên là hiện nay thì các cổ phiếu này chúng ta cũng chưa có điểm mua, cho nên là khi mà thị trường nó đang vào cái pha chỉnh thì đó là cơ hội của chúng ta nha anh chị. Rồi thì ngoài ra thì nhóm ngành một cái nhóm ngành khác cũng đang khá tiềm năng đó là ngành vật liệu, ví dụ như ta có ngành thép, ví dụ như là HPG hoặc là HSG đi. Thì đối với các anh chị mà chưa có cổ phiếu này mà vẫn mong muốn mua, thì chúng ta còn phải chờ chỉnh, chờ coi là cái đợt này nó thị trường nó điều chỉnh như thế nào, tại các cổ phiếu này nó đang có cái sự hưng phấn này, thì chúng ta còn phải quan sát coi đó, thì nó chỉnh về lại được những cái vùng đây thì nó là sự tích cực thôi. Nhưng mà cái sự tích cực trước mắt thì chúng ta thấy là cổ phiếu HPG nó đã đi vào cái xu hướng uptrend. Thì bây giờ nó chỉ cần hai đường đường giao găm 65 ngày nó vượt lên đường giao găm 129 nữa là HPG nó có thể là nó đang đang là cổ phiếu uptrend này nha anh chị. Đó thì nói chung là chúng ta đang có khá là nhiều cái kỳ vọng cho năm 2023. Rồi. Thì cái đó là cái cập nhật của em Đức về cái cổ phiếu và cái nhóm ngành của phiên buổi chiều ngày 30 tháng 1 năm 2023 nha anh chị. Thì em nghĩ là thị trường nó sẽ luôn có sự là luân phiên dòng tiền đó, cho nên là chúng ta sẽ quan sát thêm đối với các cái cổ phiếu và các cái nhóm ngành để chúng ta tìm kiếm cơ hội giao dịch.
Thì nếu anh chị nhà đầu tư nào mà chưa có môi giới sát sao hoặc là chưa có người để cho anh chị cái góc nhìn đó, thì có thể là về SSI mở cho em Đức một cái tài khoản để em Đức hỗ trợ anh chị được kỹ càng hơn. Thì hiện nay thì em Đức đang mở tài khoản cho chứng khoán SSI, một trong những công ty chứng khoán uy tín đó, thì anh chị hoàn toàn có thể mở tại 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 đây đó. Thì nếu mà anh chị nào mà muốn tham gia vào room cộng đồng thì cũng có thể là quét cái mã QR ở góc bên tay phải màn hình để mà vào room. Anh chị muốn mở tài khoản thì có thể là nhắn tin qua số Zalo 0931282301 để em được hỗ trợ mở tài khoản cụ thể. Nếu mà anh chị nào thấy các cái video của em Đức hay thì có thể để lại cho em Đức một like hoặc là subscribe kênh này. Hoặc là các anh chị nào mà đã coi được các cái video em Đức cảnh báo về rủi ro, hoặc là các cái cổ phiếu mà em Đức chia sẻ mà anh chị mua được mà đã có lời đó, thì anh chị cũng có thể là donate cho em Đức một ly cà phê để em Đức có thêm nhiều cái động lực để em Đức chia sẻ các cái cổ phiếu tiềm năng hay là phân tích thị trường qua góc nhìn phân tích kỹ thuật Ichimoku Trịnh Phát trong khoảng thời gian sắp tới. Thì rất là mong quý anh chị nhà đầu tư ủng hộ cho cái kênh Ichimoku của Việt Nam để kênh ngày một phát triển hơn. Thì xin chúc mọi người có một cái phiên ngày mai giao dịch thật là thành công. Bye bye quý anh chị nhà đầu tư nha. Bye bye mọi người.